Xin chào mọi người. Hôm nay thì bà con mới từ trên rừng về và mang về được một cái dê lan rừng già dạ phi mọi người nhé. Và các bạn chị có thể thấy là đây là một cái dê gọi là siêu khổng lồ gọi là dê da lan luôn mọi người. Đó, nó rất là kinh khủng mọi người nhé. Đây, à, lần đầu tiên mà em thấy là có một cái dê già dạ phi mà nó khủng khiếp như vậy mọi người. Nãy em đếm thử á, thì nó lên tới cả hơn 100 thân luôn, tức là cả tơ cả da là hơn 100 thân. Lần đầu tiên mà có một cái dê mà nó to khủng khiếp như vậy mọi người. Cái dề này mà bác nào anh chị nào về chúng ta làm cái tác phẩm Trấn Vương thì phải nói là, là, là y bài luôn Cái thằng này thì hoa nó đẹp lắm mọi người Hoa nó màu tím tím trắng trắng giống như là cái cây lan đùi gà ở phía Bắc á Nhưng mà cái cây này á thì nó cái hoa nó nó đậm nó đẹp hơn mọi người nha Và đặc biệt nó là cái cây của rừng ngọc tôm Các vùng khác là là không có giả phi mọi người Đó, Siêu khủng luôn đây Các bác anh chị xem bóc ra từ một cái cái dề từ trên rừng này nó bám vào một cái cây cổ thụ cực kỳ to luôn bà con phải mấy người trèo lên cây mới hái và mang được cái cây này xuống đất xong từ đó lại phải chở và vác trên vai để vận chuyển từ rừng về nên là cái dê này về tới nơi mà nó giữ được cái độ đẹp như vậy là cũng kinh khủng ông anh em này giờ ông đang ôm mà ông nặng quá ông run tay luôn mọi người đó rồi <laughs> đây nè mọi người xem nè thân nào thân nấy nè nó dài nó to cái thằng này mà em nghĩ các bán chị mà làm một cái bụi lớn để chúng ta về trấn vương hoặc là để chuẩn bị sẵn sàng cho những cái cuộc thi hoa lan thì thì phải nói là rất là hợp luôn mọi người à, đây dạ phi nha dạ phi cái thân nó nó, nó tím lắm đấy cái hoa nó ra màu tím đậm mọi người à, nó gần gần giống như đuôi gà phía bắc á, nhưng mà hoa nó đẹp hơn nhiều nó đậm nó đẹp hơn rất là nhiều mọi người và nó nó cũng cái độ hiếm nó cũng rất là hiếm ở rừng tâm tìm thấy đặc biệt là cái dề khủng như vậy cuộc đời bán lan là coi như là bảy tám năm rồi mà lần đầu tiên là thấy được một cái về già dạ phi mà nó, nó to khủng khiếp như vậy giờ này phải gọi là thanh tinh chứ không phải da lan nữa mọi người ở à, đây mọi người xem nè cái mặt dưới nữa nè wow đây một cái mảng rễ nó bám vào cái cây rừng mà xem rất là lâu năm giờ đây em nghĩ là ở trong rừng chắc nó cũng phải mấy chục năm rồi mọi người đến nay bà con mới tìm ra được wow. cái bộ gốc nữa nè chuột kinh khủng đây em phải lui xa xa tí mọi người mới nhìn thấy được rõ cái cái này nó khủng như thế nào à, rồi, giờ này thì em xin phép là chia sẻ với mọi người giá là 1 triệu 500 ngàn mọi người nhé. Anh em có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ với em à, Rồi, cảm ơn mọi người à, Siêu khủng, à, bác nào chưa biết mặt hoa của Già Phi đẹp ra sao thì mọi người xem ở dưới phần bình luận nha Em để chèn cái hình hoa cho mọi người thấy Hoa rất là đậm, rất là đẹp luôn Cái này nở Tết rồi nhé. À, mỗi lần Tết nở hoa, cả xóm ngồi ngắm luôn <laughs> Rồi, xin chào mọi người ạ à.